Xin chào tất cả các bạn. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ tiến hành hướng dẫn cho mọi người cách móc một chiếc bờm tóc gắn hoa hướng dương rất là xinh như thế này. Để thực hiện chiếc bờm tóc này thì các bạn sẽ cần chuẩn bị một số nguyên liệu và mình có ghi cụ thể ở phía trên màn hình này. Và nếu bạn nào muốn mua nguyên liệu giống như là mình sử dụng ở trong video này thì mình có để địa chỉ mua ở phần mô tả video phía bên dưới. Các bạn có thể tham khảo nhé. Đầu tiên thì chúng ta sẽ tiến hành móc phần bao ngoài cho chiếc bờm tóc. Cụ thể ở đây thì mình sẽ tiến hành tạo vòng tròn ma thuật. Sau đấy tiếp tục lấy lên một bính. Tiếp theo, mình sẽ tiến hành móc 6 mũi đơn vào trong vòng tròn ma thuật này. 1 2 3 4 5 và 6. Sau đấy thì các bạn sẽ tiến hành kéo chặt cái đuôi len này lại để chúng ta khép lại vòng tròn. Đó. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ tiến hành móc xoắn ốc lần lượt tại tất cả các hàng. Các bạn là móc mỗi chân mũi một mũi. Tất cả các mũi sử dụng đều là các mũi đơn. Thì các bạn cứ móc như thế này thì chúng ta sẽ tạo được một cái ống, một cái dạng ống rỗng ấy, để chúng ta xỏ cái bờm, cái lõi bờm vào phía bên trong. Và trong quá trình móc thì các bạn lưu ý là chúng ta vừa móc và vừa đẩy nó xuống như thế này để tránh nó bị lộn ngược lại nhé. Với những bạn nào mà chưa phân biệt được mặt trái với mặt phải ấy, thì rất dễ. Nếu mà các bạn không để ý thì rất dễ chúng ta sẽ bị lộ mặt trái ra ngoài đó. Cho nên là trong quá trình móc thì vừa móc, các bạn vừa lưu ý là chúng ta sẽ đẩy đẩy nó xuống. Vì móc theo cái vòng nhỏ như thế này thì nó rất dễ bị cụm lên đó. Các bạn cứ móc mỗi chân mũi một mũi, móc theo đường xoắn ốc, không cần kết hàng, cứ móc liên tiếp như thế này. Và mình nhắc lại là trong quá trình móc thì vừa móc chúng ta vừa lưu ý là đẩy đẩy nó xuống để tạo thành một cái ống như thế này. Và các bạn sẽ kéo cái đuôi len này lại để nó khép lại cái chóp ở dưới cùng này. Đó. Sau khi móc được một đoạn như thế này thì các bạn nên dừng lại và chúng ta sẽ lấy cái bờm này để chúng ta ướm vào. Đó. Nếu mà cái phần ống của chúng ta nó đưa vào dễ dàng vào cái lõi bờm này thì các bạn là tiếp tục móc lên bình thường cho đến khi nào mà nó phủ kín được cái bờm này, cái chiều dài này đủ để phủ kín hết cái bờm này. Còn ở đâu nếu mà các bạn thấy bị chật đấy, tại vì ở đây thì mình chỉ hướng dẫn cho mọi người về cách làm thôi, còn đâu trên thực tế thì các bạn nên linh động để cho nó phù hợp với lại sản phẩm thực tế của mỗi người. Như chiếc bờm này thì mình sử dụng bờm có cái độ dày này là tầm 4 mm, thì nếu mà các bạn không mua được chiếc bờm tương tự mà dùng loại lớn hơn chẳng hạn thì các bạn sẽ tăng cái số mũi ban đầu lên, hoặc là tay móc của các bạn khác với mình, các bạn móc tạo vòng tròn ma thuật 6 mũi nhưng mà nó không vừa, rộng quá hoặc chật quá khi chúng ta xỏ vào như thế này. Đó, thì các bạn sẽ điều chỉnh lại, tăng lên hoặc là ít mũi đi. Cái này thì chúng ta linh động thì tình hình thực tế vào sản phẩm của mỗi người nhé.
Và đây là phần bao ngoài của bờm tóc mà mình đã thực hiện được đây. Thì sau khi móc đủ chiều dài để chúng ta phủ kín cái bờm tóc này thì các bạn sẽ xỏ nó vào. Các bạn kéo dần bên trong này, cái phần trong này nó là ống rỗng mà, cho nên là chúng ta cứ đẩy dần để cho nó kín vào cái bờm thôi. Sau khi đã xỏ vào, xỏ cái lõi bờm vào trong cái ống ren này, nó phủ kín được toàn bộ như thế này. Đây, đây là cái lõi ở trong. Chúng ta đã phủ kín được toàn bộ như thế này rồi. Trong quá trình mà các bạn luồn vào ấy, thì nếu mà các bạn ở đây thấy thừa hoặc là thiếu một vài hàng thì các bạn sẽ móc thêm nhé. Còn đâu như mình ở đây là đủ rồi, nó đã phủ kín được cái bờm này rồi. Đó. Thì tiếp theo các bạn sẽ kéo, chúng ta sẽ kéo cái sợi ren ở cái mũi cuối cùng này lên. Sau đấy các bạn sẽ cắt ren. Với phần ren thừa này thì các bạn sẽ xỏ ren qua kim khâu ren như thế này. Rồi chúng ta sẽ đưa qua các mũi còn lại. Chúng ta sẽ đưa qua các mũi còn lại này. Cụ thể ở đây là 6 mũi. Sau khi đưa qua đủ các mũi như thế này thì các bạn kéo chặt lại để chúng ta khép lại cái phần chóp này. Đó. Với phần len thừa còn lại, sau khi kéo khít được cái chóp này xong thì các bạn sẽ đâm vào mặt trong để giấu đi. Đâm vào phía bên trong này. Và sau khi giấu len xong thì chúng ta sẽ được sản phẩm như thế này. Tiếp theo thì chúng ta sẽ tiến hành móc bông hoa hướng dương. Đầu tiên là phần nhị hoa. Các bạn là dùng len nâu. Ở đây thì len nâu thì khi lên video có thể khó nhìn một chút, cho nên là các bạn là để ý những gì mình nói để chúng ta thực hiện theo nhé. Thì đầu tiên các bạn tạo vòng tròn ma thuật này. Cái bước này thì giống như khi chúng ta móc phần bao cho chiếc bờm tóc thôi. Sau đó lấy lên một bính. Tiếp tục móc 6 mũi đơn vào vòng tròn ma thuật. 1 2 3 4 5 6. Sau đấy thì kéo cái đuôi len để khép chặt lại vòng tròn. Chúng ta sẽ tiếp tục tăng mũi và vẫn tiến hành móc xoắn ốc không kết hàng. Tại hàng thứ hai, mỗi chân mũi các bạn sẽ móc 2 mũi đơn vào cùng một chân mũi. Hai mũi đơn vào cùng một chân. Tiếp tục làm tương tự với 5 chân mũi còn lại. Tức là chúng ta sẽ được tổng cộng là 12 mũi cho hàng này đó. Cứ móc 2 mũi vào cùng một chân. Việc móc 2 mũi vào cùng một chân mũi như thế này thì chúng ta đã thực hiện được một mũi tăng.
đó. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong được hàng thứ hai với tổng cộng là 12 mũi. Mỗi chân mũi móc 2 mũi đơn. Tại hàng thứ ba thì các bạn sẽ tiến hành móc như sau. Chân mũi đầu tiên chúng ta móc một mũi đơn. Chân mũi tiếp theo là một mũi tăng, tức là móc 2 mũi đơn vào cùng một chân mũi. Chân mũi tiếp theo lại là một mũi đơn. Tiếp đến lại là một mũi tăng. Tiếp tục là một mũi đơn. Sau đấy lại là một mũi tăng. Và các bạn cứ thực hiện là một đơn một tăng như vậy cho đến hết hàng. Sau khi hết hàng thì chúng ta sẽ được tổng cộng là 18 mũi. Tại hàng thứ tư và cũng là hàng cuối cùng thì các bạn sẽ móc mỗi chân một mũi. Mỗi chân một mũi đơn, chúng ta không tăng mũi nữa, móc bình thường mỗi chân một mũi đơn cho đến hết hàng. Và tổng cộng thì chúng ta cũng sẽ được 18 mũi. Thì bình thường khi mà chưa quen ấy thì các bạn có thể dùng một đánh dấu để đánh dấu lại cái chân mũi cuối cùng này để chúng ta xác định được vị trí cuối cùng. Tuy nhiên ở đây thì số mũi nó ít đấy, cho nên là mình không dùng đánh dấu nữa. Các bạn cứ móc mỗi chân một mũi, đếm đủ 18 mũi là được. Đây chúng ta cứ móc mỗi chân một mũi như thế này. Không tăng mũi nữa. Đến khi nào được đủ 18 mũi thì dừng. Sau khi móc xong hàng thứ tư thì chúng ta sẽ tiến hành chốt mũi bằng cách trượt một mũi như thế này. Sau đấy thì lấy len lên. Cắt len. Và kéo chặt. Chúng ta đã xong được phần nhị hoa. Tiếp theo thì chúng ta sẽ móc lên phần cánh hoa dùng len vàng. Các bạn đưa kim qua một chân mũi của cái phần nhị hoa này. Sau đó thì lấy len vàng qua. Tiếp tục. Lấy một bính như thế này. Đó. Sau đấy thì chúng ta lấy thêm hai bính nữa. Là được tổng cộng 3 bính như thế này. Tại chân mũi mà chúng ta vừa lấy len qua này, các bạn tiếp tục móc vào đây một mũi kép đôi, được thực hiện như sau. Chúng ta cuốn hai vòng len. Sau đấy đưa kim qua cùng chân mũi này. Lấy len lên. Tiếp tục cuốn len đưa qua hai mũi đầu tiên. Mình làm lại nhé. Cuốn hai vòng len này. Đưa qua chân mũi, lấy len lên. Cuốn len đưa qua hai mũi đầu tiên. Tiếp tục cuốn len đưa qua hai mũi tiếp theo. Và cuốn len đưa qua hai mũi cuối cùng. Nó cũng giống như khi chúng ta móc mũi kép thôi, móc mũi kép đơn đấy. Tuy nhiên thì có nhiều bước hơn, có thêm một bước nữa vì ban đầu chúng ta cuốn hai vòng. Tại chân mũi tiếp theo, đầu tiên các bạn thực hiện một mũi kép đôi. Sau đấy thì lấy lên hai bính, một, hai, trượt mũi vào mũi bính thứ hai tính từ mũi chân kim, một, hai, tức là vào cái mũi bính đầu tiên đó, mũi bính đầu tiên đã lấy lên đó, chúng ta trượt mũi vào mũi này. Đó. Tại chân mũi vừa móc mũi kép đôi vừa rồi ấy, các bạn tiếp tục móc vào đây thêm một mũi kép đôi nữa.
Sau đấy thì lấy lên 3 bính. 1, 2, 3. Và chuột mũi vào chân mũi tiếp theo. Đó. Và chúng ta hoàn thành xong được cánh hoa đầu tiên. Các bạn sẽ làm tương tự với các cánh hoa tiếp theo. Tại cái vị trí mà chúng ta vừa chuột mũi này ấy, các bạn lấy lên 3 bính này. 1, 2, 3. Vẫn tại cái chân mũi mà vừa lấy bính lên, các bạn móc vào một mũi kép đôi. Sau đấy thì móc sang chân mũi tiếp theo, cụm một kép đôi, hai bính và một kép đôi giống như là vừa nãy chúng ta đã thực hiện. Đầu tiên là một kép đôi này. Sau đấy là hai bính. Chuột mũi vào mũi bính thứ hai. Sau đấy tiếp tục thực hiện một mũi kép đôi vào cùng vị trí. Tiếp tục lấy lên 3 bính và chuột mũi vào chân mũi tiếp theo. Đó, chúng ta lại được thêm một cánh nữa. Và cái vị trí chuột mũi ấy, cái vị trí chuột mũi mà chúng ta vừa thực hiện này, nó sẽ là vị trí mà chúng ta móc cái cụm đầu tiên, tức là 3 bính và một kép đôi của cái cánh hoa tiếp theo. Mình sẽ thực hiện thêm một lần nữa nhé. 3 bính này. Một kép đôi vào cùng vị trí. Tiếp tục móc cụm một kép đôi, hai bính, một kép đôi tại chân mũi tiếp theo. Lấy lên hai bính. Lấy hai bính xong thì nhớ chuột mũi vào mũi bính thứ hai. Sau đấy tiếp tục thực hiện mũi kép đôi vào cùng vị trí. Lấy lên 3 bính và chuột mũi vào chân mũi tiếp theo. Đó. Các bạn đã hoàn thành xong được 3 cánh rồi và chúng ta cứ thực hiện nó liên tiếp như vậy cho đến hết hàng. Chúng ta sẽ thực hiện được tổng cộng là 9 cánh hoa như thế này. Các bạn lưu ý là đủ 9 cánh thì mới là đúng nhá. Còn đâu nếu mà các bạn là không móc được đủ 9 cánh thì chúng ta đã móc sai rồi. Các bạn là hãy tháo ra và để ý lại, làm lại để chúng ta đạt đủ số cánh theo yêu cầu. Tại cánh hoa cuối cùng này, sau khi móc lên 3 bính cuối cùng thì các bạn kéo ren lên. Sau đấy cắt ren. Với phần len còn lại này, các bạn sẽ xỏ qua kim khâu len. Và chúng ta sẽ đưa kim qua chân mũi đầu tiên. Cái chân mũi mà chúng ta đã lấy len vàng lên ấy, bắt đầu lấy len vàng lên. Các bạn sẽ đưa qua cái chân mũi này. Và chúng ta lựa kéo. Đó. Phần len thừa thì các bạn sẽ giấu vào mặt ở phía sau này. Làm hoàn toàn tương tự, các bạn sẽ thực hiện là thêm một bông nữa để chúng ta có tổng cộng là 2 bông hoa như thế này. Cuối cùng thì chúng ta sẽ tiến hành móc phần lá. Các bạn dùng len màu xanh khởi tạo mũi đầu tiên.
Sau đó tiếp tục lấy lên 10 bính. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 và 10. Tại chân mũi thứ 3 tính từ mũi chân kim 1, 2, 3. Các bạn móc vào đây hai mũi kép. Hai mũi kép đơn đó. Thường thì khi nói mũi kép, thông thường mũi kép mà không nói gì thêm thì các bạn sẽ hiểu là chúng ta móc mũi kép đơn. Tại ba chân mũi tiếp theo, mỗi chân mũi móc một mũi kép. Một, hai, ba. Tại hai chân mũi tiếp theo, mỗi chân mũi móc một mũi nửa kép. Một, hai. Tại chân mũi tiếp theo móc một mũi đơn. Tại chân mũi cuối cùng thì các bạn sẽ thực hiện một mũi trượt, một mũi bính và một mũi trượt tại cùng chân mũi này. Đầu tiên là một mũi trượt này. Tiếp đến lấy lên một bính. Sau đó thực hiện một mũi trượt vào cùng chân mũi. Chúng ta làm như thế này để tạo phần chóp nhọn của cái phần lá đó. Và tiếp theo thì các bạn sẽ tiến hành móc tiếp tục vào cạnh còn lại của dải bính. Chúng ta sẽ móc đối xứng so với cạnh trước đó đã móc. Cụ thể là ở mũi đầu tiên là một mũi đơn. Tại hai chân mũi tiếp theo, mỗi chân mũi là một mũi nửa kép. Tại ba chân mũi tiếp theo, mỗi chân mũi là một mũi kép. Và tại chân mũi cuối cùng thì chúng ta sẽ móc 3 mũi kép vào cùng chân mũi này. Sau đấy thì các bạn sẽ kéo len lên. Cắt len. Phần len còn dư này các bạn sẽ xỏ qua kim khâu len. Và chúng ta sẽ đưa kim qua chân mũi kép đầu tiên đã thực hiện của hàng. Là mũi này. Sau đấy thì các bạn xỏ ngược lại vào cái chân mũi cuối cùng. Đó, chúng ta đã kết thúc được cái vòng như thế này. Và phần len thừa thì các bạn sẽ tiến hành giấu vào mặt trái của sản phẩm. Và các bạn sẽ tiến hành móc tổng cộng là 3 chiếc lá theo cách thức hoàn toàn tương tự nhé. Và cuối cùng thì các bạn sẽ tiến hành gắn hoa và lá lên phần xước, phần bờm tóc này là được. Việc
gắn như thế nào, vị trí gắn như thế nào. Thì cái này tùy thuộc vào sở thích và sự sáng tạo sắp đặt của mỗi người. Các bạn có thể dùng keo dán, dùng keo để dán vào hoặc dùng chỉ để thêu. Ở đây thì mình dùng kết hợp cả hai, keo để dán và chỉ để thêu những vị trí cần thiết để sản phẩm được chắc chắn hơn. Phần hướng dẫn gắn hoa và lá lên bấm tóc này thì mình không hướng dẫn cụ thể cho mọi người được, vì chúng ta phải vừa làm vừa điều chỉnh cho nó phù hợp đó, chứ không phải là làm một lần mà được luôn. Vì vậy nên là các bạn sẽ chủ động làm trong phần này nhé. Sau khi gắn xong thì các bạn đã hoàn thành xong được chiếc bờm tóc gắn hoa hướng dương rất là xinh như thế này. Chúc các bạn thành công. Và nếu các bạn thích video hướng dẫn của mình thì đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn chuông để nhận thông báo để cập nhật về những video mới nhất nhé. Hẹn gặp lại mọi người.